Nguyễn à, Nguyễn à, đi đâu vậy? Lấy cái cân. Đừng có chen vô quá. Đây. Nuôi lại bớt. Đúng. Nhất. Một sâu. Nhờ chung về cứu do vô đại về cứu chung về hơi lít nhưng nhầm họ tâm nha nhưng chồng chồng coi ông chồng như sao về chúng ta hầu lá Thank you.
Ăn cái lưng kìa. Màu phải không? Màu chưa? Không. Chưa chưa chưa. Ngoài ngoài bình thủ á. Màu lá tên khổ cá chạy cao chạy cúng mà. Màu gì vậy? Dạ cho tao ra nè. Rồi anh em dặn dạ, dạ cho tao ra tao nói chuyện rồi nè. Rồi bây giờ mấy anh vô cho hai người luôn. Sửa cái đây luôn, Rồi là anh em dặn cho hai bên cho nó không dặn cái này.
Thank you.
Dạ con cũng xin chào chú Sơn, thì hôm nay cũng có cái nhân viên mà rằm tháng giêng đó, con có về bên Tân Châu. Thì được biết ở bên Tân Châu là cái lễ hội về xác rất là lớn, được bà con đây là cúng ngưỡng. Cho nên mỗi lần là tới ngày rằm tháng giêng hay một cái ngày rằm nào đó thì ở nơi cái am ở đây rất là đông bà con về để xin phép cũng như là trình lễ diện kiến gì đó, thì con nhiều cái cũng con chưa hiểu nhiều, cho nên chú có thể chú chia sẻ cho bà con được biết cái lễ hội này là có cái ý nghĩa gì. Cái lễ hội này là năm cả trăm năm nay rồi, yeah. Không phải là một hai năm, nhưng mà tới ngày trăng ngày dằm tháng giêng, yeah. Từ 13, 14, 15, 16 ngày 13 là mấy ông chỉ về là chỉ cho biết ngày giờ để cúng, yeah. Ngày 14 về trong phòng cho phép, ngày 15 là để cho phép độ đời, cứu dân độ thế và trị bệnh, yeah. Ngày 16 là mấy ông về để hành binh tống tàu, yeah. Như nãy về ngày 15 này là các ông bộ đội đạn bữa nay là nguyên soái đại đội, yeah. Ông Bùi Đức Chánh là Triệu Văn Thần Tử, yeah. Tức là Triệu Tử Long đó. Triệu Tử Long. À bên kia là Tể Tướng Kim Quỳ. Dạ. Là mấy vị này là nằm trong là phải năm ông không? Năm ông là có các chỉ có hay. Ông mà là mình ngũ tướng là chỉ ông mà Kim Quỳ á. Không, cái ông Triệu Tử Long. Triệu Tử Long. Triệu Long là ông Tể Tướng Kim Quỳ là ông này ở Cai Quản với Đực Nhứ. Dạ. Dạ còn một vị nữa, hồi nãy Lê Thanh thấy có ba vị. À, bên đây ông Bộ Đại Dạng là nguyên soái đại đường. Dạ. Ông nguyên soái đại đường này là một vị vua. Dạ. Thời Tiết Bình Sang. Rồi rồi cái có vị áo xanh đúng không? À, cái vị áo xanh là áo đen chứ mà. À, áo đen, áo đen. Ông đó là chỉ là mới về đây thôi. Ngũ hộ tướng. Ngũ tướng mới chọn cái xác này mới ha. Mới à, mới chọn thôi, nhưng mà trong đó về một phần chánh, có trong đó có phần tà. Dạ. Nên nhờ mấy ông này giúp đỡ đưa phần này ra. Để mà mới dịu dắt ông ra quanh đây nhé. Ra cái đó là gia trung ương à. Vì dạ. Trong cái phần tà đó ra ngoài yếu là té chết à. Mấy ông dạ. Té chết. Giống như cái phần chánh mình mới cũng chưa có mạnh đó. Chưa có sắc. Nãy là mấy ổng là vô sắc lệnh hết trơn. Ờ, vô sắc lệnh là thì chính vậy. Đưa cái bà nó ra rồi. Dạ. Lấy cái phần chính vô. Dạ. Để chính thức để cứu dân đồ thế. Dạ. Còn cái lúc ban đầu thấy mấy cô, mấy gì múa đó là cái đó để phải trình lễ hay không? Cái đó là những bà tổ cô, tiên cô, dạ. Các linh bà đó là về đây để cúng để trình lễ. À đúng rồi, trình lễ để cho vị các đó vui. Vị tướng xuống để mà cầu an để cứu độ bây giờ mà. Dạ. Đó là như vậy ha. Con thấy ở đây có những cái ghế mà ghế đinh rất là nhọn. Đó là để cho những vị đó, nãy con thấy vị đó nhúng rất là mạnh. Nên nếu mà người giả là sẽ dính không? Dính. À. Nếu mà tới ngày dằm ông mài á, dạ. Không mài vuốt á, là mấy ông về là mấy ông bỏ chắc à. Ờ, mình phải già mài vuốt cho nó bén nghe. Mài vuốt cho thiệt bén. Dạ. Mấy ông bay lên, mấy ông bay nhảy, nhót. Nhưng mà mình muốn can á, phải để cho ông nhảy 2, 3, 4 lần mới can được. Còn nếu mà ông mới nhảy cái mà can rồi ông làm tới hoài, ông nhảy hoài. Tức là ông giận á. À, còn cái quả đấm nó cũng vậy. À, quả trái ấu đúng không? Cái ấu rất là bén á. Khi mà ông qua ông đập á, phải cho ông đập 3, 4 cái, hả? Lúc cái cờ mới can. Dạ. Có cái cờ lệnh. Cái cờ đó là nút vô là ông không đập được. Là ông ngưng lại. À, còn nếu mà ông đập mấy cái mà nhảy vô can đó, thì ông qua lạng đã gì thêm, chúng mình gián chịu. Dạ, và đó là tâm linh rất là quyền bí á. Chứ về đó thì ông ra về cắt lưỡi cho mình. Dạ. Khi mà mấy ông đi rồi á, bình thường không có lành, không có vết thương. Không có vết thương nữa. Ồ. Cái ngày 16 là ngày ra ngoài quan tới miếu á. Dạ. Là mấy ông vô xiêm nó gắn như vậy. Ờ, khoảng mấy giờ đó? Mơ rồi. Một giờ trưa. À. Rồi mình khởi hành từ đây hay là mình ra không? Ra ngoài ông mới lên nữa. Ra ngoài ông mới về. Còn tí ở đây thì ngày mơ là
9 giờ sáng cúng để tống chiếc tàu này đi. Nhưng mà cúng rồi các ông có về nữa không? Có. À, về này làm phép à? À nhưng mà ông khác về nha. Yeah. Chứ không phải là ông Triệu về. Vì ông Triệu cũng lãnh lệnh của là Phật Già Lam Quan Thánh đó. Là để nói về đây là ông chỉ lãnh lệnh này kia, ông chỉ quy của kia. Ngày mời để giữ cái xác cho ông về mãi. Ông ở đây là có mời cái tài thằng Long Lão về. Yeah. Và nguyên soái đại đường với Triệu Văn đại tướng Trần Quỳ. Yeah. Với ông ngủ Vậy là nãy là chú mặc đồ trắng đúng không? Vàng. Vàng hả? Màu đỏ, màu đỏ. Màu đỏ hả? À, màu đỏ. Mấy đồ đỏ là vàng? Tôi không biết. Hết nhớ rồi. Mấy đồ đỏ vàng. Thứ cùng với đá. À, đồ vàng, đồ vàng, đồ vàng. Đồ vàng, đồ vàng hả? À, khi mà xích ra là đâu còn nhớ nữa hả chú? Hồi nãy chú có lên bằng đinh hay bằng đúng không? Để chú. Ông muốn lên rồi ông không? Có lên à? Thì cái ghế này á, cái đôn đó là cái đôn hội. Yeah. Ai ngồi cũng được. Yeah. Các vị tướng trong am này. Yeah. Không được ai về. Cái ghế này. Công sư. Cái ghế này ghế công sư. Chú cho hỏi tức là cái ông về mượn xác chú là khoảng bao nhiêu năm rồi? Chú còn nhớ không? Cái ông mà về cho tôi đó là tôi có về cho ông cố. Yeah. Ông cố rồi về cho ông nội. Yeah. Ông nội về cho ông bác. Yeah. Rồi ông bác qua đời rồi về tôi. Yeah. Ông bác là ông thứ ba. Ông ba tôi là thứ tư. Yeah. Mà ba tôi không có nấu ngôi, mà tôi nấu ngôi ông. Bà cứ tổn tiền học bà bốn đời đó. Hồi năm bà ông bác tôi là ông chết đó. Là một năm. Yeah. Là bố mượn tôi về là nó gặp mượn tôi mượn sơ. Năm nay đó nghĩa học là tôi 67 tuổi. Yeah. Cũng lâu quá. Cũng lâu, tính ra cũng lâu năm hả chú? Đó là 54 năm. Rồi mỗi lần hiện giờ ông về là chú còn nhớ không? Nhớ gì? Nhớ cái lúc mà ông mà những cử chỉ của ông đi hoặc là múa hoặc đánh nha. Không nhớ à? Đâu có nhớ đâu. Lúc đó mấy ông kia làm nhớ không? Tôi thấy chú nghe nè, tôi cũng về căn. Dạ. Mấy chục năm rồi. Mà tôi thấy người ta về căn cũng mắc cỡ. Dạ. Rồi ông suy nghĩ là ông biết mình vương hồi đó. Khi mà ông mà về cho mình có giống người đó không? Nếu mà giống cái người như vậy chết là trời ơi, xấu hổ. Đi về thì không biết không? Dạ. Chắc mỗi căn cơ khác nhau đó chú. Tức là mà... tôi không hiểu, tôi cứ hỏi mấy ông này là tôi hỏi à. Cái ông về tôi tư cách làm sao à. Ông nói chuyện làm sao à, nữa chú có thể đó. Xem YouTube là chú sẽ biết cái căn của chú về như thế nào á. Rất là quay á. Đó rồi hồi mà có vấn đề YouTube tới giờ mới thấy. Dạ. Mới thấy là như mình về vậy đó, cái tư cách gì. Dạ. Thấy lúc đó rất là trang nghiêm và quay hùng. Đó rồi á, đó là chưa có ba YouTube này đó. Ngại dùng nữa chứ. Tôi thấy những người mà hiểu ngớt lên này kia nọ đó. Dạ. Chuyện thao thao bất tiện rồi đó. Không biết mình giống ta vậy không được. Giống vậy xấu hổ chết đi trời. Sau này cái YouTube đó, lên thì thấy lên về ông về làm vậy cũng được. Thôi con cũng cảm ơn chú đã có đôi lời chia sẻ về những câu chuyện tâm linh gọi là quyền bí đó. Ít có ai mà hiểu đó, cho nên thì mấy ông hỏi là ông biết cái gì. Yeah. Lúc mấy ông về mấy ông là làm không làm chứ giờ mà buông ra rồi hỏi không nhớ không bao giờ biết. Thôi ông về cái người đó bạn của ông vậy đó, cái ông hứa làm cho ta, ông hứa làm cho ta tới chừng mà xuất gia rồi đó, cũng như ông hứa là dẫn sát lại nhà ta làm giúp cho ta được cái tới chừng mà đó tôi đâu có biết cái gì. Yeah. Rồi sao mà ông cũng không có về với tôi rồi
cái người đó ở gia đình á, cái ngày đó cái trông đợi tôi, cái trông đợi tôi cái không thấy có nửa ngày cái người ta lên cho lên cái đó, sao ông không hiếu, ông không nói chờ ông muốn chết, ai hứa tao không biết gì đâu. Rồi, con cũng cảm ơn chú đã có đây lời chia sẻ về những câu chuyện tâm linh để cho khán giả bà con gần xa hiểu thêm về những vị mà về ông về đó sẽ không nhớ, có những vị mà về cho cái xác thì cái xác nhớ, thì giống mỗi căn cơ Lê Thanh có nói là khác nhau, không ai giống ai đó. Nói với mấy đứa cháu xin ông đi, xin ông cũng về chú nữa, về tao cũng về, xin ông về, về cho mấy ông đi đi về thêm tu hành nữa. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, Lê Thanh hẹn khán giả những video tiếp theo. Lê Thanh cũng xin chào quý bà con. Chúc bà con năm mới được nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Lê Thanh cũng xin chào ạ. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.